Và thông tin từ tổ chức WHO đã cho biết biến thể mới XE có khả năng lây lan nhanh hơn Omicron. Mới đây, tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố một biến thể mới của SARS-CoV-2 có tên là XE được phát hiện lần đầu ở Anh. Biến thể mới này được đánh giá có khả năng lây lan nhanh hơn các biến thể gốc. XE là sự tái tổ hợp của hai biến chủng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron. Biến thể tái tổ hợp này xuất hiện khi một người nhiễm cùng lúc nhiều biến thể của virus, tạo điều kiện cho vật chất di truyền các biến thể pha trộn trong cơ thể của người bệnh trong quá trình nhân bản. Tổ chức WHO cũng cho biết XE gây lây nhiễm trong cộng đồng cao hơn BA.2 khoảng 10%, tức là khả năng lây lan cao hơn 43% so với biến thể Omicron. Tuy nhiên, điều này vẫn cần thêm thời gian và nghiên cứu để khẳng định. Hiện số trường hợp nhiễm biến thể XE chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số các trường hợp nhiễm trên toàn cầu. Hồi tuần trước, Cơ quan An ninh Thế giới Y tế của nước Anh, được viết tắt UKSSA, đã trình báo cáo vắn tắt cho tổ chức WHO, trong đó có một số nội dung có liên quan đến biến thể XE. Theo UKSSA, có bằng chứng cho thấy biến thể XE lây lan trong cộng đồng ở vùng Inland nước Anh, dù mới chỉ có mức 1% tổng số mẫu được phân tích.